Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Phan TV và hôm nay thì mình mới săn được cái món hàng này đấy các bạn. Cái này thì mình mua trên Banggood các bạn. Hiện tại thì Banggood nó đang trong đợt khuyến mãi mùa hè nha các bạn. Có cái chương trình sale đấy các bạn, sale đấy các bạn, sale giảm giá hoặc là khuyến mãi miễn phí ship các thứ các bạn. Nó có rất là nhiều những cái mã giảm giá rất là hấp dẫn. Các bạn nào muốn mua thì có thể truy cập vào cái đường link phần mô tả của mình hoặc là cứ lên trên Banggood các bạn, nó sẽ có rất là nhiều những cái mã giảm giá cho các bạn sử dụng nhá. Hoặc là có thể có cả những cái giao hàng rồi thanh toán các bạn, tức là các bạn nhận hàng rồi thanh toán kiểu như là mua Lazada hoặc là Shopee ở Việt Nam vậy đó. Nó không quá là khó khăn đó, nó có rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Nó sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 7 các bạn, nó còn mấy ngày nữa thôi. Bạn nào muốn mua thì hãy nhanh tay truy cập vào đường link cho phần mô tả của mình nhé. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái này ra xem nó là cái gì và nó có cái gì và nó như thế nào nhá. Mua hàng nước ngoài thì họ không có đóng hộp, họ thường đóng túi như thế này đó. Ở trong thì nó có một cái hộp này các bạn và một cái cục gì đây các bạn. Đó các bạn. Đây là cái hộp của đây có lẽ là cái hộp của cái motor này các bạn, nhưng mà do quá trình vận chuyển thì nó đã bị tung cái ra. Nhưng mà không sao, cái này yên tâm luôn các bạn. Cái này chỉ đập vỡ cái khác thôi chứ không cái gì đập vỡ được cái này. Đó, đây các bạn, đây là một cái con motor gọi là siêu khủng. Con motor là siêu khủng các bạn, sử dụng chuyên cho xe đạp điện hoặc là những cái thuyền LC các bạn, sử dụng công suất lớn. Đây các bạn. Các bạn nhìn khủng khiếp, nó to bằng cái cổ tay của mình luôn. Một con motor 3 pha. Con này là 1.200 W các bạn, nó hơn 1.000 W cơ. Đấy, các bạn thấy sự khủng khiếp nó chưa? Đây các bạn, đường kính trục của nó là khoảng 8 ly nha các bạn. Đó, cái motor này nó hơn 1.000 W cơ các bạn, nên nó chạy gọi là siêu khỏe luôn rồi các bạn. 775 phải gọi là bằng ông nội luôn. 775 mình hình như là 100 W đấy. Có cái loại 85 W, 100 W, 150 W này. Cái này hơn 1.000 W cơ các bạn. Đó, tức là nó mạnh gấp 10 lần motor 775. Cái motor 100 W các bạn, cái này 1.000 W các bạn, hơn 1.000 W. Đó các bạn, cái trục của nó là 8 ly nha các bạn. 8 ly, motor 3 pha này. Đó, ở đây thì mình có thể nhìn thấy những cái cục nam châm đất hiếm, nó dài đây, dọc theo cái sườn bên ngoài. Và cái khi mà quay thì cái sườn bên ngoài nó cũng sẽ quay luôn. Đó, cái này có thể chế thuyền này, chế máy bơm này, chế xe đạp điện này, nhưng mà chế máy bơm thì nó hơi phí các bạn, bởi vì cái công suất này nó lớn quá, với cả cái giá cái thành của nó cũng nó không hề rẻ nhá các bạn. Đó, nên là chế máy bơm thì nó cũng hơi lãng phí, chỉ chế xe đạp điện thôi, chế thuyền LC các bạn. Đó, đẩy rất là mạnh, rất là khỏe. Con này nó có số vòng quay là 400 kV nha các bạn, 400 kV. Và cái con motor 3 pha này của mình nó có số kV là 4.370 kV các bạn. Đó, cái trục nó bé tí này. Càng bé thì nó có số kV càng cao nha các bạn, nhưng mà lực của nó lại càng bị yếu. Đây, cái này chỉ có 400 kV thôi, nhưng mà lực của nó thì siêu khỏe luôn các bạn. Hơn 1.000 W. Hình như là sử dụng NFC khoảng 80A thì phải. Điều tốc các bạn, 80A. Đây các bạn, cho các bạn xem qua về em nó. To bằng cổ tay mình luôn. Đây. Đó, cái chiều đường kính của nó là 5 cm các bạn, 5 cm. Chiều dài của motor nó tầm khoảng 5,8 cm. Chiều dài tính cả trục nữa là khoảng 8,4 cm, 8,3. Đó các bạn, 400 kV. 400 kV chứ không phải là 400 vòng trên phút đâu nhá. 400 kV tức là các bạn sử dụng bao nhiêu vôn thì các bạn lấy số kV các bạn nhân với vôn ấy. Ví dụ như là cái này nó 400 kV thì mình nó sử dụng nguồn từ 24 đến 36 V, thì mình nhân với nguồn thấp nhất là 24 V các bạn. 400 kV mà sử dụng nguồn 24 V thì các bạn sẽ lấy 400 nhân 24 thì thành 9.600 kV các bạn. Đó, mình tính nhanh không ạ? Thực ra là bấm máy tính thôi. Đó, 9.600 vòng trên phút là cũng khá là nhanh rồi. Được các bạn, to hơn motor 775 một chút thôi, nhưng mà nó mạnh gấp 10 lần motor 775. Đây là 775 các bạn. Đó. Bình thường nhìn 775 nó to khủng khiếp, mà khi mà đứng cạnh em nó thì thấy đúng là thằng em luôn các bạn. Bé xíu. Đây là những phụ kiện nó kèm theo các bạn.
Đây là một cái miếng nhôm để gá vào phần này để lắp vào các bạn, lắp vào khung này, khung sườn. Mình nghĩ là nó sẽ mỏng mỏng thôi nhưng mà thực ra nó sẽ rất là dày đấy các bạn, nhưng mà nó rất là nhẹ. Đó, cái này thì mình có thể lắp vào khung sườn, một cái phần đầu xiết này, cổ xiết này. Đây, cũng rất là khủng bố các bạn ạ. Đó, khá là nhẹ, nó bằng nhôm các bạn ạ. Cái này giống cái lắp ở cánh quạt của mấy cái máy bay các bạn. Cái này là để nó lắp vào đằng sau này các bạn. Mà mình có thể thay cho trục cùng trước này, mình có thể lắp những cái cánh quạt là những gì vào đây. Đó, để nó tạo thêm một cái trục nữa các bạn. Đây, đây trục đằng trước thì không có gen này, mình có thể thay thành trục đằng sau thì nó sẽ có gen này. Đây nó có thiết kế những ốc trong đây cho mình luôn này các bạn. Đó các bạn, sẽ như thế này, và vặn vào, nó sẽ thêm một cái trục nữa, rất là dài đằng sau. Cái này chế quạt cũng được luôn các bạn nhé, rất là mạnh, mạnh hơn rất là nhiều so với motor 775 mà, chế quạt được. Đó các bạn, họ thiết kế rất là khít rồi. Đó, rất là chuẩn luôn đấy. Phải thiết kế chuẩn thì nó mới quay nha các bạn, không thì nó sẽ bị lắc hoặc lệch tâm. Đây, sử dụng 4 con ốc rồi, rất là chắc chắn. Phần này thì mình chưa biết là lắp cái gì nữa. Mình mua về định lắp vào cái ván trượt của mình ấy, thay cho cái motor 775. 775 nó chạy nó khá là chậm với cả nó nóng. Mình sẽ thay con motor này, 1230W. Xem nó như thế nào nha các bạn. Đó, cái phần này mình có thể chế thêm một cái cánh quạt để con tải ra cho cái motor này chẳng hạn. Đó. Đó, còn cái trục trên này thì mình sẽ lắp vào đây. Ok các bạn, và đó là về phần cái chiếc motor. Bây giờ thì mình sẽ mở tiếp theo là đến cái hộp này các bạn. Đây là một cái chiếc mạch điều tốc các bạn. Đó các bạn, đây là một cái chiếc mạch điều tốc này, cộng thêm một cái tay điều khiển nữa. Cái này chuyên sử dụng cho ván trượt nha các bạn. Đó, nên họ thiết kế đây. Ván trượt tiến lùi là các công tắc điều chỉnh mức nhanh chậm này các bạn, và nó có thể báo thời lượng pin nữa, 10%, 60%, 100%. Nó có hai phiên bản nha các bạn, một là 24 và hai là 36V. Các bạn thích sử dụng loại nào thì sử dụng. Đây mình sử dụng cái loại 24V thôi. Mình sẽ mắc nối tiếp hai quả pin vào các bạn, hai quả pin 12V mà. Đó, đây là cái mạch điều tốc của nó các bạn. Đây nó cho mình một cái miếng nhôm các bạn ạ. Chưa biết cái này để làm gì luôn. Nhưng mà mình nghĩ đây là cái phần nắp của cái chiếc của cái mạch này các bạn. Đó, một cái nắp khá là dày dặn. Và cũng là cái bộ phận để tản nhiệt luôn. Đây các bạn thấy những cái con MOSFET, những con IC nó được ép luôn xuống sàn mạch đây các bạn. Đó, tác dụng là khi mà mình nóng lên thì mình có thể tản nhiệt được bằng cái này, tấm ở dưới các bạn. Ở đây các bạn, đây nó có một cái chiếc loa báo này, cái tít 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 này. Ở đây thì nó có một cái đồng hồ báo pin luôn. Đó, rất là tiện rồi. Ở đây nó có một công tắc nguồn này. Đây là dây, ba dây ra motor này. Đó, còn đây là cái dây anten. Dây sóng nữa các bạn. Đây là dây nguồn này. Rất cái tê. XD60 các bạn, XD60. Tay điều khiển. Đó, tay điều khiển rất là nhỏ gọn nha các bạn. Nó có một cái lỗ để mình xỏ tay vào đây, cầm trong lòng bàn tay luôn, không bị rơi rớt các bạn. Và nó không phải là tay cò nha, không phải bóp đây. Mà mình sẽ sử dụng bàn tay cái này. Gạt lên, lùi, tiến lùi các bạn. Chế ván trượt điện thì cái này nhất luôn rồi. Đó, và nó có một cái rắc sạc pin các bạn ạ. Cái này mình tưởng sử dụng pin con thỏ hay pin gì đó, nhưng mà nó không sử dụng pin các bạn, nó sử dụng nó không sử dụng pin con thỏ các bạn, nó có sẵn pin trong này rồi. Và đây nó có một cái rắc sạc đây các bạn, rắc này là rắc sạc điện thoại chắc là 5V thôi.
khá là tiện thôi. Đó, đây là công tắc nguồn này. Có sẵn pin luôn này nha các bạn. Đây các bạn, để test thì mình sẽ sử dụng hai cục pin này. Đây là hai cục pin cho xe điện luôn các bạn. Cái cục pin này lần trước thì mình chế màu đen ấy, nhưng mà mình mới bóc ra mình lắp cho nó cái mạch cân bằng vào, nên là mình dán lại cái màu trắng. Đây các bạn, hai cái mạch cân bằng nó lòi lòi này. Hả? Nhưng mà không sao, cái này nó chỉ là để chống bụi thôi chứ không phải để chống va đập. Đó, hai cục pin của mình cũng hết sức là khủng bố. Bây giờ thì mình sẽ thử lắp vào xem là cái mạch nó có nhận không nhá. Với nguồn 12V thì sao? Cái này nó ghi là sử dụng 24V, nhưng mà mình sẽ sử dụng 12V thôi, xem nó có chạy được không. Đó các bạn, cắm điện vào rồi. Công tắc nguồn đây. Nó báo là không đủ điện các bạn ạ. Hay là chưa cắm motor. Mình sẽ thử cắm motor và xem nào nhá. Nó báo không đủ điện các bạn. Đây để mình thử bật cái remote xem nó lên như thế nào nhá. Đó các bạn, pin nó nháy ở mức 10%. Đó các bạn, nó báo hết pin ạ. Tại vì mục pin là nó sẽ không chạy được. Bây giờ mình sẽ mắc nối tiếp hai cục pin lại với nhau nhá. Đây, mình có một cái jack chữ T đây. Mắc nối tiếp luôn. Đó, hai cục pin này chắc chắn nó sẽ đủ trên 24V. Đó các bạn, đầy luôn này. Đó, trên tay điều khiển nó cũng báo 100% luôn. Wow. Wow. Các bạn thấy cái tiếng của nó kiểu như nó rất là đầm các bạn. Mình sẽ test lại một lần nữa này, lùi này. Không lùi được nào. Ok các bạn, và cái lùi này là nó là phanh nha các bạn, chứ không phải là nó lùi lại nha các bạn. Đó, vừa mình nhầm, mình tưởng là đây kéo xuống là nó sẽ lùi, nhưng mà nó tức là cái phanh. Mà khi các bạn kéo phanh xuống thì cái motor này nó sẽ bị bó xít lại các bạn. Nó quay chậm lại thôi, nhưng mà nó không phải bó cứng. Đó, nó chậm lại giúp cho các bạn phanh lại thôi. Đó, bạn bỏ ra thì nó sẽ trơn hơn. Đó. Chứ nó mà bó cứng là rất là nguy hiểm, mà khi các bạn đang đi nhanh mà các bạn phanh lại một cái mà nó cứng lại phát thì là theo quán tính thì người của bạn sẽ phi đằng trước ấy, rất có khả năng là sẽ mài răng xuống đường, nó rất là nguy hiểm, nó sẽ không có bó cứng các bạn nhé. Nó chỉ xít lại thôi, cho các bạn đi tốc độ chậm chậm lại. Đó, chứ nó vẫn quay được. Đó, còn lần trước là nó sẽ tăng tốc từ từ các bạn, ga càng mạnh thì nó sẽ vòng quay nó càng lớn. Đó, các bạn không phanh lại thì nó sẽ vẫn còn cái kiểu như cái gia tốc các bạn. Đó, nó sẽ vẫn còn gia tốc và nó sẽ vẫn còn đi. Còn các bạn đang đi nhanh này, các bạn phanh lại thì nó sẽ dừng lại. Đó, công tắc nguồn nó cũng có đèn luôn các bạn, nháy nháy khá đẹp. Bảo pin này. Ở đây thì mình cũng có một cái điều tốc motor 3 pha 60A, mình sẽ thử có xem nó có chạy được motor được không nhá. Cái này thì nó chỉ sử dụng pin 3S thôi, nên mình sẽ sử dụng một quả thôi các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ thử cho cái con motor 24V này chạy với cái con NFC khoảng 60A nha các bạn. Cái này nó khuyến dùng khoảng từ 80A đổ lên. Đây mình có con 60A.
Nhưng mà chạy bình thường thì chắc không sao đâu, nhưng mà lúc tải thì mới biết được các bạn ạ. Lúc tải nặng ấy, cái lúc cái dòng nó lên cao nó hay bị cháy NFC hoặc là cháy motor. Nhưng mà sử dụng NFC cháy yếu hơn thì nó thường cháy NFC các bạn. Đó, đây cái đôi bạn này RX bật lên các bạn. Đây các bạn, gai này, đó, nó giật mạnh hơn các bạn, tại vì nó điều tốc, cái điều tốc này nó chạy lên từ từ thôi, còn cái RX này của mình nó tăng ga rất là mạnh, đó, nó giật, đó, nhưng mà cái số, đó các bạn, nhả ga ra phát là khựng lại luôn, đó, cái số vòng quay nó không mạnh bằng cái 24V, 24V nó quay tít hơn rất là nhiều. Cái này 12V thì nó chỉ giới hạn là số vòng quay nó sẽ giảm đi một nửa các bạn. Đó, mắc ga luôn này. Ồ, bỏ ra phát là nó dừng lại luôn đấy. Đó, có đảo chiều luôn. Đó, tức là với con motor này các bạn có thể kiếm con điều tốc nào khoảng tầm khoảng Chama đi, Chama hoặc là Chanomea thì các bạn kiếm cái loại 6S hoặc là 7S thì các bạn đó, dùng yên tâm. Có thể cho những cái thuyền RC hoặc là những cái xe RC cỡ lớn các bạn. Đó, rất là khỏe. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ lắp cái motor này vào cái động cơ giảm tốc đi nha các bạn. Đó, thành một cái motor giảm tốc khỏe hơn. Đó, thì cái số vòng quay nó bị giảm đi nhưng mà cái moment xoắn nó lại được tăng lên. Đây là cái đầu của bạn, cái đầu này bình thường của nó là 9 ly, mình tiện lại nó xuống còn 8 ly, bằng với cái trục này luôn. Đây các bạn, tiện nhỏ lại. Và bây giờ thì mình sẽ lắp cho nó thêm một cái khớp đồng nữa. Khớp nối đồng này thì mình mua hình như là 35.000 các bạn. Nó ra hai đầu là 8 ly hết.